Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay bên em giới thiệu với tất cả các bác là hai mẫu dòng cục đẩy 4 kênh. Hai cái dòng cục đẩy này thì phải nói là bán chạy nhất của bên em anh em nhá, hiện tại bán chạy nhất. Vì tại sao nói là bán chạy nhất? Vì đầu tiên là tiếng nó hay, cái thứ hai là cái độ bền nó cao, và cái thứ ba nữa là những cái dòng cục đẩy công suất này, nó công suất của nó rất là tối ưu trong gia đình và anh em chơi sự kiện anh em nhé. Thì ở đây có hai dòng, ở đây là con MA1003 này đấy, và con F7409 này. Hai dòng này thì nhiều anh em đã xem rất nhiều video của bên em rồi đúng không ạ, và giá của nó cũng rất là hợp lý. Một con 7409 giá là 8.600.000 đồng đó, và là bao ship anh em nhé. Anh em lưu ý 8.600 là bên em sẽ bao ship cho anh em. Còn con MA1003 này giá là 10.500.000 đồng và chưa gồm phí ship anh em nhé. Đấy, chưa gồm phí ship. Và hai dòng này bán rất chạy. Em sẽ phân tích từng con cho anh em cùng tham khảo. Con này thì 1.300. Đấy, nhưng mà nhiều anh em 1.300W một kênh ở chế độ 8 ohm. Nhưng mà nhiều anh em vẫn chơi gia đình anh em nhé. Anh em như em nói trong rất nhiều video về con MA1003 rồi, anh em dùng công suất nó khỏe thì nó đỡ hại loa, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chất âm nó ra, đánh vào cái loa của mình nó sẽ ra đủ giải anh em nhé. Nó sẽ khả năng nó sẽ đủ giải cho cái loa, nó sẽ phát huy tối ưu cái loa của mình, làm cho cái loa của mình đánh rất là căng tiếng, đánh rất là đầm anh em nhé. Nó có bao nhiêu giải tần thì nó sẽ thoát được hết đấy, nó không như những cục đẩy yếu. Và với cục đẩy MA1003 này thì anh em có thể chơi cả ngoài trời sự kiện luôn anh em nhé. Và tiếp theo là cục 7409 này thì công suất 900W một kênh. Anh em có thể nhìn thấy cái biến áp nó to như nào rồi đúng không ạ? Đó, 900W kênh. Và 900W này thì anh em cũng chơi được ngoài trời anh em nhé. Anh em có thể chơi được ngoài trời. Và trong gia đình thì anh em cũng chơi rất là thoải mái, không kén vào cái loa nào hết, không sợ cái loa nào hết anh em nhé. Với hai mẫu đẩy này hầu như là công suất rất lớn. Đấy, riêng MA1003 có thể đánh được cả súp kép anh em nhé. Súp kép 50 con 100. Đó, đúng không ạ? Và 7409 thì chúng ta không đánh được súp kép, thì chúng ta sẽ đánh được súp đơn 50 con 100. Đấy, với con này thì anh em có thể đánh được 4 quả 4 kênh mà. Anh em có thể chơi được 4 quả 50 con 100. Đấy, anh súp anh em nhé. Hoặc là anh em đánh full thì anh em có thể đánh cho em là 4 kênh này, mỗi kênh một cặp loa bát 30 Array bát 30. Ở đây chúng ta đánh được 4 cặp. Đó, hoặc là loa full 40 coi 100 thì mỗi một kênh này chúng ta đánh được một quả 40 coi 100 anh em nhé. Đấy, cứ coi 100 thì là đánh mỗi kênh một quả được. Còn bát 30 thì mỗi kênh đánh một cặp. Đấy. Và con này thì thế hệ mạch của nó là thế hệ mạch mới, tức là mạch class 2H. Nó sẽ không dùng nhiều sò anh em nhé. Không dùng nhiều sò, chỉ sử dụng, nếu mà anh em nhìn đây, nó sử dụng có 32 sò thôi. 32 sò công suất. Và 32 sò này nó sẽ ra được hết cái hiệu năng của nó, do sử dụng cái biến áp bằng đồng rất là lớn ở đây anh em nhé. Biến áp rất lớn anh em nhìn đây, biến áp size tầm 21 cm anh em nhé, rất là lớn bằng đồng. Và như anh em cũng có thể thấy là tụ 16 tụ, tụ ở đây sử dụng tụ 80V 15.000mi anh em nhé. 80V 15.000mi trong những dòng tụ rất là lớn đúng không ạ. Thì đây là một trong những cái dòng cục đẩy công suất 4 kênh mà như em nói anh em có thể chơi gia đình. Đó, gia đình anh em có thể chơi là đánh súp, đánh full. Đấy, còn anh em chơi ngoài trời thì con này là chơi full anh em nhé. Chơi full, chơi ngoài trời thì anh em đánh loa full. Đánh loa full hoặc là anh em đánh loa array. Đấy, thì rất là hợp lý. Array bắt 25, 30, 40 đều ngon lành luôn anh em nhé. Nó sẽ phụ trách phần full vì tiếng nó cực kỳ sáng, sạch anh em nhé. Cái main mạch của nó cũng thiết kế cho tiếng full rất là đẹp, vì nó sử dụng cái main mạch rất nhiều linh kiện chi tiết anh em nhé. Và với những linh kiện này thì đều là những linh kiện chất lượng. Đấy, thì như em nói thì kể cả sửa chữa nó cũng rất là dễ, không gì cả. Những linh kiện nó có sẵn trên thị trường, rất là nhiều trên thị trường em nhé. Và hai vỉ mạch, với hai vỉ mạch này thì anh em có thể dễ dàng sửa chữa, dễ dàng tháo lắp vệ sinh đúng không ạ. Cái vệ sinh nó rất là, ví dụ như anh em sử dụng qua nhiều năm rồi nó bị bụi bẩn nữa thì anh em có thể tháo ra, anh em vệ sinh rất là dễ dàng, chỉ tháo một số ốc ra thôi.
anh em có thể là vệ sinh được nó rất là dễ dàng nữa, nó rất là gọn. Đấy, nó không như những cục đẩy khác. Đấy, rất là dễ dàng vệ sinh, rất là dễ dàng thay thế, rất là dễ dàng sửa chữa. Đấy, dùng mạch class 2H thì anh em biết rồi, là một dòng trong những dòng mạch hiệu suất rất là cao. Đấy, và chủ yếu là cái biến áp nguồn phải rất là lớn để cung cấp công điện áp cho phần công suất để cho ra cái công suất lớn anh em nhé. Và tiếp theo là cục đẩy MA1003. MA1003 thì với anh em có thể nhìn thấy là 80 sò đấy, và 32 tụ anh em nhé, 16 tụ bên trên và 16 tụ ở bên dưới, có 2 tầng tụ. Thì với con này thì như em nói rồi, công suất 1003, cái size biến áp của nó tầm 20 anh em nhé, 20. Và anh em lưu ý bên này 20 sao nó lại công suất lớn hơn con biến áp 21, vì anh em lưu ý size của nó là size 3U anh em nhé. Với cái size 3U này thì như anh em đã biết rồi, nó ra cứ đưa ra cái công, đưa ra cái điện áp lớn này, công suất rất là lớn ở cái biến áp này. Đó, con này thì khỏi phải nghĩ anh em, như em nói rồi, súp kép phun đôi để anh em chơi được hết. Phun đôi con 100 thì anh em cứ mỗi một kênh chơi được một quả phun đôi coi 100, tức là con 725 đấy anh em, có thể thấy nói dân dã là con 725 coi 100 đấy, một quả thì chơi được một kênh nhá. Đấy thì chơi ở đây chơi được hai cặp đấy thì thoải mái luôn anh em nhá, chơi nó rất là khỏe và cái chất âm nó đưa ra rất là sáng sạch. Còn nếu mà anh em có thể tận dụng, anh em chơi súp thì nếu mà anh em có điều kiện thì anh em có thể lấy con con 1302 kia để đánh súp. Còn nếu mà không có điều kiện thì anh em có thể dùng con MA1003 này, có thể đánh được súp anh em nhé. Nhưng anh em lưu ý, con này thì anh em nên đánh súp coi 100, súp kép coi 100 thôi, chứ không thể đánh súp kép coi to hơn được. Đấy, coi 100 là chúng ta có thể là rất là hợp lý chơi sự kiện nhỏ nhỏ được rồi. Đấy, thoải mái rồi anh em nhé. Đó, thì mỗi một kênh con này đánh được một quả súp kép coi 100. Đấy, hoặc là anh em đánh một kênh này có thể đánh được một cặp 40 coi 100 anh em nhé. Một cặp tức là 725 ấy anh em thấy đấy. Đấy, rất là dễ dàng đúng không ạ? Đánh rất là nhẹ nhàng luôn, mát máy và sử dụng lên tới 4 cái quạt rất là lớn ở đây. Thì nó sẽ tản nhiệt rất là tốt cho anh em. Đó, về phần linh kiện thì như em nói rồi, tất cả linh kiện con này thì nó rất là phổ thông và nó là mạch chân cắm anh em nhé. Thì sửa chữa thay thế nó rất là dễ. Và anh em có thể nhìn thấy dây của hai con này nó rất là gọn gàng đúng không ạ? Và trong cái quá trình mà chúng ta sửa chữa ấy, chúng ta chỉ nhổ những cái dây này ra thôi. Đấy, nhổ những cái kết nối này ra và chúng ta có thể vệ sinh, sửa chữa, hoặc chúng ta có thể là thay thế, nó rất là dễ dàng. Đấy, nó không loan ngoan như những cái cục đẩy khác, vì hàng này là hàng nhập nguyên con, đâm ra anh em có thể nhìn thấy nó, các chi tiết của nó rất là sắc sảo anh em nhé. Kể cả những cái sò nhìn nó rất là đẹp, sáng đẹp. Đấy, và công suất thì như em nói là công suất này là công suất đủ anh em nhé, không phải là cái loại công suất mà là công suất thiếu đâu. Công suất này là công suất đủ và là một trong những cái dòng cục đẩy mà anh em nên chơi, kể cả chơi gia đình vẫn chơi sự kiện anh em nhé. Với cục đẩy MA1003 này, nhiều anh em thì anh em chơi gia đình, nhiều anh em chơi gia đình, và chơi gia đình nó cũng có cái rất là hay, vì như em nói ngay từ đầu rồi, nó sẽ ra được hết chất của cái loa của mình, nó đánh công suất rất là căng, ra hết chất của cái loa, anh em cứ thoải mái là ghép. Còn đâu đánh, anh em bảo là đánh cục đẩy công suất lớn đánh có chết loa hay không thì em đã có video nói rõ rồi, anh em có thể là search xem những video của con MA1003 này, anh em sẽ thấy anh em nhé. Em đã có đánh với cặp loa bát 25 kia đó, nhưng mà đánh thoải mái luôn, không có vấn đề gì đâu anh em nhé. Đấy, còn đâu chết thì nó có nhiều nguyên nhân chết anh em nhé, đánh chết loa thì nhiều nguyên nhân lắm, mình không kiểm soát được cái âm lượng thì nó cũng sẽ gây chết, không kiểm soát được âm lượng trên vang cũng gây ra chết loa. Còn nó cái vấn đề là chơi cục đẩy công suất lớn ở đây thì em thấy là nó sẽ đưa ra được hết cái chất của cái loa và độ bền nó sẽ cao hơn. Vì sao? Với những cục đẩy công suất lớn này, anh em đánh những cái loa thì nó lúc nào nó cũng nó chạy với cái chế độ là bình thường, không bị quá tải, nên ra là nó các linh kiện của nó hầu như không nóng anh em nhé. Mà khi mà đã không nóng rồi thì nó chạy rất là êm ái và độ bền nó sẽ cao anh em nhé, không phải lo lắng. Còn khi như anh em biết, anh em làm cái gì thôi, ví dụ anh em làm quá sức thì nó đau lưng thôi anh em nhé. Còn nếu với cục đẩy thế, anh em nếu mà đánh quá sức của nó thì nó nhanh hỏng thôi. Nhưng mà với cục đẩy công suất lớn này, hai cục đẩy công suất lớn này
thì anh em đánh thì nó chưa kịp nóng thì làm sao nó hỏng được, đúng không ạ? Đấy, thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Đấy, 7409 giá 8.600.000 đồng và MA 1003 là 10.500.000, riêng con MA 1003 là 10.500.000 chưa bao ship anh em nhé, giá tại cửa hàng. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại ở bên góc dưới màn hình hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Ok, rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em một clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký. Đăng ký kênh và ấn chuông. Chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.